Đầu xuân năm mới, thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đội mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hướng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động cuộc đời tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đón năm mới 2024 âm lịch, gặp vận may liên tiếp, vận đắc tài phú, tài lộc ùn ùn lao tới, con cháu ba đời ăn không hết của, giàu có nhất vùng thiên hạ. Thưa quý vị, trong cuộc đời của Ất Tỵ, nhất định phải trải qua một lần đối mặt với sinh tử mới có thể minh bạch sinh bệnh quan trọng tới nhường nào. Ất Tỵ nếu đã trải lâm trọng bệnh mới hiểu cuộc sống thật tuyệt vời biết bao, thế sự vô thường, đời người là hữu hạn, sinh mệnh mong manh ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh. Trong những năm gần đây, trên thế giới thường xuyên xảy ra những thảm họa động đất, sóng thần, dịch bệnh, cúm, lũ lụt, hạn hán lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi, khiến vô số người phải âm dương cách biệt với người thân, bạn bè. Mỗi khi nhìn thấy một hình ảnh khiến người ta trào dâng lên sự buồn thương, mỗi khi nghe tiếng khóc thảm thiết của người chịu cảnh mất đi người thân, nhiều người trong chúng ta ắt hẳn sẽ không kìm được sự chua xót mà thốt lên sinh mệnh quả thực mong manh làm sao. Vậy thì khi sinh mệnh không còn, tiền bạc vật chất hay địa vị danh vọng đâu còn quan trọng nữa. Đối với Ất Tỵ, Minh Đường Tử Vi tin chắc rằng ở cái tuổi 60 này đâu còn gì chưa từng trải nữa. Thế sự vô thường, đời người là hữu hạn, sinh mệnh mong manh ngắn ngủi, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên hãy sống trọn vẹn với hiện tại, trân quý mọi người xung quanh, những việc cần làm hãy gắng hoàn tất, những người nhung nhớ hãy sớm gặp mặt, đừng lưu lại tiếc nuối suốt một đời. Hy vọng Ất Tỵ có thể sớm lĩnh ngộ những điều trân quý trọng sinh mệnh, nhân tâm hướng thiện, tôn kính tam bảo, ắt sẽ được sự bảo hộ của thần Phật, và trong suốt phần đời còn lại hãy sống khỏe mạnh, nuôi dưỡng một trái tim chân thành, thiện lương, nhẫn nại, sống một cuộc đời ý nghĩa để trọn kiếp bình an. Minh Đường Tử Vi hy vọng với phần dự đoán năm 2024 của quý cô bác tuổi Ất Tỵ dưới đây, Minh Đường Tử Vi tin chắc rằng bài luận giải sẽ có ích đối với Ất Tỵ ở chặng đường phía trước này. Nếu thấy hay, mong quý cô bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ ban biên tập chúng tôi nhé. Cảm ơn thiện tâm của quý cô bác. 1. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh cuộc đời người tuổi Ất Tỵ 1965. Người sinh năm 1965 là tuổi con rắn, tức là năm Ất Tỵ, sinh năm 1965, thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, nam cung cấn thổ, thuộc Tây tứ mệnh, nữ cung đoài kim, thuộc Tây tứ mệnh, Phật ban phúc hư không tạng Bồ Tát, Phật ban trí đại thế chí Bồ Tát, Phật hộ mệnh địa tạng Bồ Tát, Phật bảo hộ, phổ hiền Bồ Tát. Thưa quý vị, sự kết hợp giữa hành mộc của can với hành hỏa của chi mang lại cho Ất Tỵ sự hấp dẫn đặc biệt, giống như ngọn đèn phát tín hiệu. Họ sẽ hút về mình những thứ mà họ muốn, rắn gỗ có thể trở thành những diễn giả tuyệt vời, hành mộc cũng mang lại cho họ sức mạnh và sự vững vàng. Họ tự tin và có đầu óc tổ chức tốt, tính ngay thẳng và sự chân thành là hai đặc điểm nổi bật của con giáp này. Khát khao sự ngưỡng mộ và rất thích được nổi tiếng, Ất Tỵ sẽ làm hết mình để đạt được thành công trên quy mô lớn và lâu bền. Khôn ngoan, thận trọng, phán đoán tốt và biết đánh giá chính xác giá trị của sự vật, họ sẽ là những nhà đầu tư tài giỏi. Ất Tỵ là người rộng lượng và rất đạo đức, họ không tích cực, tự bảo vệ mình như các tuổi Tỵ còn lại. Trong chuyện tình cảm, rắn gỗ khá ổn định và lâu bền, họ có rất nhiều bạn bè, được gia đình yêu quý và cũng thương yêu chăm sóc những người này hết mực. Tuy nhiên, rất hiếm khi Ất Tỵ sử dụng lời khuyên của những người thân này, họ thường cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Màu hợp với tuổi Ất Tỵ là xanh, đỏ, màu khắc với tuổi Ất Tỵ là đen. Những người tuổi Ất Tỵ có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm, vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Tuổi
Tuổi Ất Tỵ có tư duy hướng đến tri thức văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận với họ, cô bác sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên cô bác hãy trân trọng những người bạn như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức, họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí, mở mang học vấn cho thế hệ trẻ. Nhờ đó mà lứa tuổi này hiểu biết hơn, lịch duyệt hơn, ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng nên họ rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng, mẫu người này cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư hết mình. Nhược điểm, bản thân những người này là một luồng khí nóng, hư tâm trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách tiến bộ, đi trước thời đại, vì vậy nên cần tránh những tệ xấu như ảo tưởng, mơ hồ, xa rời thực tế, viễn cảnh trong đầu mà họ xây dựng quá xa rời hiện thực để rồi có lúc họ phải thất vọng. Những người có tài thường có chút ít những hạn chế trong tính cách, thậm chí họ cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo, bởi thế mới có câu, đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn trăng hỡi đèn, trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, cứ sao trăng phải chịu luồn đám mây, ca dao. Câu ca dao trên người xưa đặt vấn với ý tứ sâu xa, khuyên con người không nên kiêu ngạo, phải biết mình, biết người, biết thời, có câu, biết giới hạn mới là hạnh phúc. Tuổi Ất Tỵ muốn phát huy được ưu thế và cống hiến đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên, truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Ví dụ động viên bằng lời nói, động viên về tinh thần, tăng lương, thưởng, con số hợp với tuổi Ất Tỵ là 3, 4, 9, con số khác với tuổi Ất Tỵ là 1. Trong năm 2024 này, tuổi Ất Tỵ gặp phải sao hạn gì, có nguy hiểm hay không, mời quý vị đón xem. Năm sinh 1965, tuổi âm 60, vận niên hổ nhập nội, cọp về đồng bằng, sao hạn, sao Vân Hán, hạn Thiên La, Kim Lâu, Phạm Kim Lâu tử hại cho con cái, tam tai, không phạm, hoang ốc phạm. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 nam mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh. Sao Vân Hán. Vân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn ở mức trung bình. Ngoài ra cần đề phòng khẩu thiệt đau ốm nóng nảy mồm miệng mà gặp tai hình. Kiện cáo, sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn. Hạn Thiên La. Năm gặp hạn Thiên La, mệnh chủ dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Tiểu kết. Năm có trung tinh chiếu mệnh, vận khí bình ổn, mọi việc vẫn tiến triển như thường lệ. Việc làm ăn dẫu có lúc thăng trầm nhưng không quá khó khăn, tiền bạc cũng đủ tiêu xài, không quá lo lắng đời sống vật chất. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 nữ mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh. Sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng, với nữ mạng Ất Tỵ thì nhẹ hơn chút. Năm có sao này chiếu thường gặp những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt chuyện thị phi tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn. Hạn Diêm Vương. Gặp hạn Diêm Vương trong năm cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi vã, tranh chấp giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có tim buồn tăng chế từ xa đưa tới. Tiểu kết. Năm có hung tinh chiếu, sức khỏe giảm sút, ốm đau bệnh tật gây hao tốn tiền của để chữa trị, công việc làm ăn không thuận lợi, dễ vướng vào kiện tụng, tranh chấp, đi đứng cẩn thận kẻo vướng họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, có tin buồn tăng chế trong dòng họ. Thưa quý vị, tuổi Ất Tỵ muốn cầu bình an may mắn trong năm 2024 thì có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Tuổi Tỵ 1965 được Phật Phổ Hiền Bồ Tát hộ mệnh, Ngài là vị Phật nắm giữ trí tuệ, đức hạnh, phổ độ chúng sinh. Tuổi Ất Tỵ đeo mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát bên mình để cầu cuộc sống an lạc, tâm thanh tịnh, lòng bình an, thoát khỏi muộn phiền. Sinh năm 1965 mệnh hỏa, hợp với mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát đá mã não đỏ, tương hợp, hoặc mặt Phật đá thạch anh xanh, tương sinh. Mùng 1 Tết Giáp Thìn, Ất Tỵ xuất hành hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần, khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Người Việt ta quan niệm rằng đầu xuôi đuôi lọt, ý nói nếu khởi đầu suôn sẻ thuận lợi thì kết quả gặt hái được sẽ rất tốt đẹp. Do đó, để có một khởi đầu tốt, ông cha ta thường chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng, khai trương,
khai bút đầu xuân, học sinh, người làm văn phòng. Khai bút đầu xuân để cầu năm mới thi cử đỗ đạt, sự nghiệp thăng tiến, người làm tự do, thợ thủ công, chọn ngày đẹp khai xuân để cầu làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Trong năm 2024 này, quý cô bác có thể chọn các ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng riêng để khởi sự. 2. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Ất Tỵ 1965 năm 2024 như sau. Với người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, những người ở độ tuổi này cũng đang bước vào giai đoạn hưu trí, đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm sống tương đối phong phú. Không có gì có thể làm khó được bạn, nếu vẫn đang tại chức con giáp này vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo thu nhập và cũng là tránh để bản thân thụt lùi so với lớp trẻ. Còn với những người đã nghỉ hưu, bản tính hay làm khiến con giáp này không muốn ngồi nhàn rỗi một chỗ nên vẫn sẽ tìm một số công việc phụ phù hợp hoặc học hỏi một số kiến thức kỹ năng mới. Về tài chính, tuổi Ất Tỵ cũng đã tích lũy được một khoản lương hưu hoặc tiền tiết kiệm hậu hĩnh cho mình, có thể coi là có đồng ra, đồng vào, tự lo cho bản thân và còn có thể hỗ trợ con cái khi cần. Tuy nhiên, cô bác cũng nên học cách tận hưởng cuộc sống và đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Cô bác có thể dành nhiều thời gian hơn để lo việc gia đình, trò chuyện với con cháu hoặc gặp gỡ giao lưu với bạn bè đồng niên để giải tỏa tâm lý, đừng suốt ngày chỉ toàn tiền bạc hay quyền lực. Về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ vào năm Giáp Thìn tuy có phần kém sắc hơn so với năm 2023 trước đó, nhưng xét về tổng thể vẫn bình ổn, không quá bi đát. Điềm báo tử vi dự đoán sẽ có chút sóng gió trong thời gian ngắn, nhưng bản mệnh đừng lo lắng hay sợ hãi, vì sau sóng gió chắc chắn sẽ có những cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Cả thách thức và cơ hội sẽ song hành trong quá trình phát triển sự nghiệp của Ất Tỵ vào năm 2024. Một số người có thể gặp phải những nút thắt trong công việc và cần phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của các cát tinh Thiên Hỷ và Thiếu Dương sẽ mang đến cho cô bác cơ hội được quý nhân dìu dắt sớm vượt qua giai đoạn khúc chiết này. Năm nay người tuổi Ất Tỵ có thể sẽ cần tiếp nhận một số hạng mục và nội dung công việc hoàn toàn mới, phải nghiêm túc học hỏi, có thể dành thời gian riêng đọc thêm những kiến thức liên quan. Điều này sẽ giúp cô bác nâng cao chuyên môn và mở rộng tầm nhìn, góp phần phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Sao Thiên Ấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ chủ động trong công việc khi được trao cơ hội tham gia vào những dự án quan trọng. Những đóng góp một cách chủ động của cô bác có thể được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, từ đó nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Một vấn đề không kém phần quan trọng là trong giai đoạn này, người tuổi Ất Tỵ cần xử lý các mối quan hệ trong công việc một cách cẩn thận và duy trì thái độ ôn hòa để tránh những tác nhân cản trở sự thăng tiến của bạn. Áp lực công việc là điều không tránh khỏi. Bên cạnh đó, còn có cạnh tranh về chức vụ hoặc lợi ích cá nhân trong tập thể, bản mệnh cũng nên có sự đề phòng cần thiết. Hãy chú ý đến mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì bầu không khí làm việc lành mạnh. Đặc biệt đối với những người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, năm 2024 là thời kỳ vàng để phát triển sự nghiệp, nên chú ý nắm bắt được cơ hội và thể hiện bản thân thật tốt thì rất có thể sẽ tiến một bước lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được có thể khả quan, nhưng cô bác cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, quá tự mãn và khoe khoang về địa vị cao có thể khơi dậy sự ganh ghét của tiểu nhân, dẫn đến việc ngã từ trên cao xuống, không tốt cho sự phát triển sau này. Vì vậy, người tuổi Ất Tỵ phải luôn duy trì phong cách làm việc khiêm tốn, tuân thủ nguyên tắc, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Về phương diện tài lộc, phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán sẽ có cả thăng và trầm, vẫn sẽ có không ít cơ hội để bản mệnh làm giàu túi tiền của mình. Nhưng cũng vẫn tồn tại không ít rủi ro tiềm ẩn có thể khiến cô bác mất một khoản không nhỏ, nói về những thuận lợi. Trước hết người tuổi Ất Tỵ có cơ hội đón thêm nguồn thu nhập, những khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản đầu tư, tiền lãi cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư, cô bác cũng có thể sẽ được giúp đỡ hay được mách nước cho những thông tin quý giá. Tuy nhiên, do vận may của cô bác khá yếu nên vẫn cần thận trọng hơn trong việc đầu tư, nhất là khi tham gia vào các lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Với người làm công ăn lương, duy trì chất lượng công việc ổn định sẽ giúp đảm bảo thu nhập đều đặn cho bạn khi làm tốt và thể hiện bản thân một cách xuất sắc. Cô bác hoàn toàn còn kiếm thêm một khoản từ các khoản thưởng hoa hồng, phụ cấp. Tuy nhiên, năm nay cô bác được khuyên cố gắng không đặt mục tiêu quá lớn vào việc kinh doanh tay trái hoặc đầu tư, bởi vì ngay cả khi cô bác bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở giai đoạn đầu, cô bác vẫn sẽ gặp đôi chút khó khăn và khó có thể thu được lợi nhuận mong đợi ở giai đoạn sau. Thậm chí có người xui xẻo còn mất hết cả tiền gốc, đây chắc chắn không phải là kết quả cô bác muốn nhìn thấy.
Với người làm kinh doanh, do ảnh hưởng của sao xấu kiếp tài, con đường kiếm tiền của bản mệnh sẽ hơi gập ghềnh vào năm Giáp Thìn này. Lợi nhuận có phần sụt giảm, nếu không vì đối thủ cạnh tranh gay gắt thì cũng bởi thị trường biến động khó lường khiến cô bác không theo kịp. Đặc biệt, những người tuổi Ất Tỵ thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính có thể bị tổn thất nghiêm trọng do đầu tư không đúng cách. Vì vậy, trong năm nay, cô bác cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, thay vì hy vọng làm giàu sau một đêm hay mơ ước những điều viển vông xa vời. Cô bác nên trân trọng thành quả lao động của mình, phát triển thói quen tiêu dùng tốt, giảm thiểu những khoản chi tiêu không cần thiết để có thể tích lũy được nhiều của cải hơn. Ngoài ra, đừng mù quáng bước vào những lĩnh vực mới trong năm nay vì điều này sẽ mang lại rủi ro lớn. Thậm chí cô bác có thể rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo răng ra. Nếu trong tay có nhiều tiền thì có thể gửi hết vào ngân hàng. Lãi suất tuy không cao, nhưng ít nhất cũng rất an toàn. Phương pháp này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào mà cô bác còn có thể nhận được một khoản thu nhập nhất định mỗi tháng. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 về tình duyên hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều bất ngờ với sự giúp đỡ của bộ ba ngôi sao tốt lành Thiên Hỷ, Thiếu Dương, Bách Việt. Đây là các cát tinh chủ về đào hoa, hỷ tín, hứa hẹn những điều thú vị trong đời sống tình cảm của con giáp này. Nhìn chung, các mối quan hệ vận khí ổn định và không có nhiều biến động là một tin vui đối với người tuổi Tỵ. Có cô bác có thể bất ngờ được người khác giới yêu thầm đã lâu tỏ tình, mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển rất nhanh, có thể dẫn tới hôn nhân chớp nhoáng. Bản thân tuổi Ất Tỵ cũng rất hài lòng với mối quan hệ này, cuộc sống sau khi kết hôn là những trải nghiệm mới mẻ và hạnh phúc với bạn. Vợ chồng cũng nên chú ý đến cảm xúc của nhau hơn và giao tiếp nhiều hơn để gia đạo êm ấm. Lưu ý, đào hoa chiếu mệnh cũng có thể khiến tuổi này dù là hoa có chậu, nhưng sức hút trong mắt người khác giới vẫn rất mạnh mẽ. Bản thân cô bác nên có sự tiết chế vừa phải, giữ khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh gây ra những rắc rối không đáng. Những cô bác đã kết hôn có thể thực hiện kế hoạch mang thai trong năm nay, toàn bộ quá trình vô cùng suôn sẻ. Và cô bác có thể dễ dàng thụ thai, có thể sẽ là thai đôi, gia đình càng thêm niềm vui. Đối với nữ mệnh tuổi Tỵ, do ảnh hưởng của sao cô thần, trong năm nay nên đôi khi bản mệnh có suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm của mình. Cảm giác cô đơn thường trực khiến cô bác vừa muốn tìm người bầu bạn, vừa lo sợ không dám mở lòng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có cơ hội. Cô bác có thể tham gia nhiều hoạt động xã giao hơn để mở rộng mối quan hệ của mình. Đồng thời, cô bác cũng có thể đi du lịch để tự điều chỉnh, giữ tâm lý cân bằng. Xét về phương diện sức khỏe. Sức khỏe nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày cô bác nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng, đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà cô bác cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp, có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà, đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Lưu ý, sự xuất hiện của hung tinh kiếp sát cảnh báo về những tổn thương, tai nạn bất ngờ do chính sự bất cần của con giáp này gây ra, đi lại làm việc đều cần chú ý vấn đề an toàn kẻo có thể phải đụng dao kéo. Đối với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến tình trạng xấu đi do sơ suất thậm chí phải phẫu thuật. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Ất Tỵ 1965 trong năm 2024 như sau. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Vận quý nhân vượng, gặp khó có người giúp sức, không lo thân cô thế cô, tiền bạc có khoản tích lũy nên tiêu xài khá rủng rỉnh, gia đạo có chút bất ổn nhưng sớm được giải quyết thỏa đáng. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Làm lụng vất vả nhưng thu về kết quả xứng đáng, tiền bạc có gia tăng, chủ yếu có thêm nguồn thu phụ, nhân duyên tốt, có hỷ tín trong nội tộc. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Mưu sự lớn nhỏ gì đều khá thuận lợi, tuy nhiên chỉ khi thấy kết quả mới biết được. Nếu đang làm mà bỏ dở giữa chừng coi như công cốc, cẩn thận vấn đề đi lại, tránh gặp họa huyết quang hoặc hình thương. Tháng 4 năm 2024, kỷ tháng Tỵ. Dễ mắc các bệnh về mắt hoặc tim phổi, ăn uống chú trọng thanh đạm, giảm tải áp lực cho cơ quan tiêu hóa trong cơ thể. Tình cảm có chút rắc rối vì sự mập mờ nào đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi, do đương số cả giận mất khôn. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Đau ốm gặp đúng thầy đúng thuốc nên chỉ qua loa, trong nhà có hỷ tín, có tin từ xa đưa tới. Có thể thay đổi vị trí công việc theo chiều hướng tốt đẹp, kinh doanh có lộc, đầu tư có dấu hiệu sinh lời mạnh. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Đề phòng bị mất trộm tiền của,
hoặc đồ quý giá, kinh doanh có lời, đầu tư có lãi, làm công ăn lương được đề bạt tăng lương hoặc thăng chức nhỏ, đón tin vui về con cái trong nhà. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Tiêu hao nhiều tiền bạc để đầu tư cho các mối quan hệ xã giao hoặc chỉ đơn giản là mua sắm, hưởng thụ cá nhân. Cẩn thận tai nạn đường sông nước, hạn chế đi tới những nơi núi cao, vực sâu, coi chừng bất trắc. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Tài khí tăng mạnh, khả năng cao ký kết được hợp đồng lớn, kinh doanh buôn bán được lộc, khó khăn công việc được tháo gỡ, có điểm thăng tiến hoặc tăng lương. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải nghĩ, công việc cũng trên đà thuận lợi, nhưng có điểm tiểu nhân kiện tụng, tránh làm ăn theo đường mòn, lối tắt kẻo vướng họa lao ngục. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Đi lại cẩn thận đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, ăn uống giữ mồm giữ miệng, tránh bị ngộ độc thực phẩm hoặc tăng cân không kiểm soát, có điểm tiểu nhân ngáng chờ công việc, cẩn thận khi giao dịch hoặc ký tá giấy tờ. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Bệnh nặng không mắc, nhưng bệnh vặt khó tránh, đi lại cẩn thận hạn chế đi xa hoặc đi một mình, dễ gặp sự cố bất ngờ hoặc tai nạn thương tâm. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Thu nhập tăng lên đáng kể do được tăng lương thưởng hoặc có thêm nguồn thu phụ, công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, hợp tác làm ăn lớn lợi nhuận thu về đầy túi, tình duyên hanh thông, đào hoa khoe sắc, các cặp đôi tính chuyện cưới hỏi hoặc sinh con. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Ất Tỵ 1965 trong năm 2024. Hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024 nam mạng. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo theo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, hạn chế mâu thuẫn. Năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ sẽ ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024 nữ mạng. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai, để hóa giải vận xấu, gia chủ nên. Với người đau ốm bệnh tật,
chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Vừa rồi chúng ta đã xét tổng quan chung của tuổi Ất Tỵ 1965, vậy xét riêng về nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 này sẽ ra sao? Xin mời quý anh chị cô bác cùng theo dõi phần luận giải dưới đây nhé. Đối với nam mạng, phân tích trên tổng hòa nhiều yếu tố tác động vận số năm Giáp Thìn cho thấy 2024 là năm khá bình ổn, không nhiều xáo trộn hay các biến cố lớn đối với nam mạng Ất Tỵ. Sinh năm 1965, công việc làm ăn y án như cũ, chăn nuôi trồng trọt ở mức bình thường, tiền bạc có vào ra tích lũy, cuộc sống bình an qua ngày. Ở độ tuổi này, đương số bước vào giai đoạn hưu trí, đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, nên kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm sống tương đối phong phú, không có gì có thể làm khó được bạn. Nếu vẫn đang tại chức, con giáp này vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo thu nhập và cũng là tránh để bản thân thụt lùi so với lớp trẻ. Còn với những người đã nghỉ hưu, bản tính hay làm khiến mệnh chủ không muốn ngồi nhàn rỗi một chỗ, nên vẫn sẽ tìm một số công việc phụ phù hợp hoặc học hỏi một số kiến thức kỹ năng mới. Về tài lộc, đương số tích lũy được một khoản lương hưu hoặc tiền tiết kiệm hậu hĩnh cho mình, có thể coi là có đồng ra đồng vào, tự lo cho bản thân và còn có thể hỗ trợ con cái khi cần. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên học cách tận hưởng cuộc sống và đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Nên dành nhiều thời gian hơn để lo việc gia đình, trò chuyện với con cháu hoặc gặp gỡ giao lưu với bạn bè đồng niên để giải tỏa tâm lý, đừng suốt ngày chỉ toàn tiền bạc hay quyền lực. Đối với nữ mạng, bước vào năm Giáp Thìn tuổi Ất Tỵ, nữ mạng sinh năm 1965 gặp vận niên hổ nhập đội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào, làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay. Cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội, riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, con cái trong nhà nảy sinh mâu thuẫn. Xem xét kết hợp nhiều yếu tố phía trên, tổng kết lại, tử vi năm 2024 tuổi Ất Tỵ nữ mạng, kém sắc hơn so với nam mạng, dấu hiệu bình ngộ thấy rõ nhưng vẫn còn những xáo trộn. Khi có hung tinh tác động mạnh, trong năm sức khỏe giảm sút, ốm đau bệnh tật gây hao tốn tiền của để chữa trị, công việc làm ăn không thuận lợi, dễ vướng vào kiện tụng, tranh chấp, đi đứng cẩn thận kẻo vướng họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, có tin buồn tăng chế trong dòng họ. Ở độ tuổi này đương số bước vào giai đoạn hưu trí, đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm sống tương đối phong phú. Không có gì có thể làm khó được, nhưng quan trọng là cần nghĩ thoáng ra kẻo tự mua dây buộc mình, phiền muộn với những chuyện không đâu. Nếu vẫn đang tại chức, bản mệnh vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo thu nhập và cũng là tránh để bản thân thụt lùi so với lớp trẻ. Còn với những người đã nghỉ hưu, bản tính hay làm khiến mệnh chủ không muốn ngồi nhàn rỗi một chỗ nên vẫn sẽ tìm một số công việc phụ phù hợp với sức khỏe và độ tuổi của mình, đó cũng là cách vận động nhẹ nhàng. Về tài lộc, đương số tích huy được một khoản lương hưu hoặc tiền tiết kiệm nên vẫn có đồng ra đồng vào, tự lo cho bản thân và còn có thể hỗ trợ con cái khi cần. Tuy nhiên đa phần tiền bạc tích lũy đó đều sử dụng cho vấn đề sức khỏe. Nhân sinh cảm ngộ. Đức Phật phân biệt 4 kiểu người cơ bản, bạn là ai, kẻ thông minh tinh tấn hay vẫn đang mù muội. Theo đó có câu chuyện kể rằng, nhân một ngày, Đức Phật Thích Ca gọi tất cả đệ tử của mình đến ngồi xung quanh để nghe Ngài giáo hóa. Ban đầu, Ngài kể về 4 loại ngựa trong nhân gian mà người đời hay sử dụng như sau. Loại thứ nhất là loại ngựa thượng phẩm, nó chạy rất nhanh và có thể chạy khoảng 1.000 dặm. Khoảng 500 cây số một ngày, ngay khi người chủ nhấc roi lên, nó sẽ biết là chạy hay dừng lại. Loại thứ hai là loại ngựa nhất phẩm, khi người chủ nhấc roi lên, nó không chạy ngay, nhưng khi roi đụng vào mình nó thì nó sẽ hiểu và chạy, mạnh mẽ và nhanh chóng, nó vẫn là một loại ngựa tốt. Loại thứ ba là loại ngựa nhị phẩm, nó không làm theo lệnh của chủ ngay cả khi bị quất roi, chỉ khi người chủ điên lên và quất mạnh vào nó thì nó mới chạy. Loại thứ tư là loại ngựa tam phẩm. Đây là loại kém nhất vì tốc độ đã chậm mà lại rất ngoan cố, thà bị đánh chứ nhất quyết không chạy. Để ngựa tam phẩm nghe lời, người chủ thường phải quất mạnh roi khiến chúng đau thấu xương, đến bị thương và dị máu thì chúng mới chịu chạy. Nghe Phật Thích Ca kể tới đây,
các đồ đệ của ngài dường như vẫn chưa hiểu lắm về hàm ý mà ngài muốn nhắn nhủ. Biết ý, ngài thong thả nói tiếp, con người sống trên đời cũng được chia ra là bốn kiểu như trên. Kiểu thứ nhất là kiểu người tinh tấn bẩm sinh, thông suốt cuộc đời. Biết mình biết ta nên luôn trong tâm thế nỗ lực phấn đấu, không ngừng tiến lên để trở thành một cá nhân được người đời trân trọng. Kiểu thứ hai là kiểu người có căn cơ thông tuệ, nhưng phải tận mắt chứng kiến tính chất vô thường của cõi hồng trần, hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, mới tự dục mình tiến lên, cố gắng từng chút một. Kiểu thứ ba là kiểu người ngộ tính kém cỏi, họ chỉ tỉnh mộng chân gian và thiện đãi sinh mệnh, hiểu mình hiểu đời khi và chỉ khi bản thân trải qua vài kiếp nạn tai ương thống khổ, nỗi đau là liều thuốc quý giúp họ đến bến bờ an lạc. Kiểu thứ tư là kiểu người chấp mê bất ngộ, mãi mãi không chịu quay đầu mà cứ u mê trong giấc mộng không có thật, để rồi khi bản thân mang nặng nghiệp chướng, bệnh tật đầy mình, trên bờ vực cái chết họ mới giật mình hối cải, đáng tiếc mọi chuyện đã muộn màng. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình, may mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa để vạn sự hanh thông. Triệu điều như ý, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.